Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động đợt vận động với nội dung chung tay cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ yêu thương. Theo đó, kêu gọi doanh nhân là hội viên, hiệp hội và người lao động, các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái, ủng hộ tiền và hiện vật, công sức để cùng miền Trung khắc phục khó khăn. Ngay trong buổi phát động hôm nay, Hiệp hội đã kêu gọi được 3 tỷ 250 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Trước đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Xuân Thành và Tập đoàn Xuân Thiện Ninh Bình thuộc Hiệp hội đã ủng hộ tiền mặt và hàng hóa trị giá 4 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.